Tên trước nhỉ? Vâng. Tên Tần Văn Tông. Ngày tháng năm sinh quê ngày quán ở đâu anh? Là mùng 6 tháng 5 năm 75. Số chiếu C3223266. Vâng, đây anh đọc cái yêu cầu công việc dưới này này. Yêu cầu lao động, không sơ đồ cao, phối hợp làm việc ngoài trời, lao động khi nhập cảnh trong vòng 1 đến 3 tháng làm việc theo thẻ vào công. Ra khi có thẻ vào USA mới có thể được cấp vào tập đoàn USA làm việc. Trong thời gian chưa có thể vào làm việc USA, phải nghe sự sắp xếp của công việc của chủ tịch dùng. Ví dụ cắt cỏ trồng cây có tròn. Cũng có thể công ty chưa có tăng ca hoặc công việc cụ thể thì hoàn toàn phải phối hợp với chủ sử dụng nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, phản ứng và có khả năng học hỏi tốt, chăm chỉ, tính tình cẩn thận, thái độ tốt, yêu cầu lao động phối hợp với tình hình tăng ca, thay ca của nhà máy. Sau khi có thể vào tập đoàn Ovosa, yêu cầu lao động học an toàn, lao động theo nhà máy và công xưởng làm việc, chủ yếu trong khi làm việc bảo hộ lao động cá nhân phải trang bị đầy đủ. Trong nhà máy có camera chủ hơi giỏi, nếu ai bảo hộ lao động sẽ bị phạt theo quy định của nhà máy. Trong thời gian quyết định đối được hút thuốc, không được hút thuốc làm việc riêng, nếu bị phạt sẽ phạt từ 5 đến 5 nghìn. Yêu cầu lao động quý hết làm thế nào. Mô tả việc là lắp cái kia lắp. Vâng, đây đọc hết cả những cái này luôn. À, mô tả việc lắp kết cấu thép, thanh cơ khí, cấu photo phun sơn, giấy tờ tăng ca, số lượng số giờ tăng ca thứ bay theo yêu cầu chỉ định, số mức thu nhập phân bình quân 2-3 tài tệ cộng phải tăng ca chứ mà 23.100 tài tệ là chưa tăng ca chứ mà cộng cả đấy ca. Là lương cơ bản thế là ví dụ cộng cả tăng ca rồi anh cứ đọc đấy, anh cứ đọc đấy. Khi ăn nợ thuế 2.500 cung cấp bữa đi làm được cấp 3.000 cái tháng thường xuyên cần 2.000 thường hiệu quả công việc 3.000 nếu thứ bảy không tăng ca trở cấp 3.000 hình thức tuyển có thời gian xuất cảnh tháng 5 29 đấy. Cái công việc nó cụ thể là như thế anh, tức là anh sẽ vào tập đoàn phòng xa, nhưng mà những cái tháng đầu tiên từ 1 đến 3 tháng là anh phải chờ để cấp thẻ vào trong đó. Thì chờ cấp thẻ thì anh có thể là cùng mọi người dọn dẹp có cái cỏ các thứ ở quanh khu mình ở. Hay là có thể thu hoạch dưa nữa hoặc xung quanh đấy. Anh hiểu rõ công việc chưa? Okay. Đấy sang đó ngoài anh thấy bảo là sang lại cho đi làm cái gì thì không hay nhá, anh nhá.